Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Nào nào. Ôi giời, nổ rồi. Bây giờ mới là cái múc móc, cái lúc mà móc ở trong vườn ra đấy. Móc ra trông đẹp thế. Đấy, móc ra giờ mình thấy lộ. Móc ra. Móc ra thì mình dùng từ móc ra. Hơi tinh đấy nha. Những cái đồ như này nó kiểu như là ông bày ở đây thôi. Em nó vào đây còn bò ra đấy. Nhưng mà phần thưởng phải dành cho người ta phải kiên trì. Phần thưởng dành cho những người là tinh mắt. Tinh mắt. Mắt bảo rồi, kiên trì cái gì cũng có. Anh Dũng à? Đứng chỗ nào? Đấy, anh đứng đây luôn đi, đứng đây, đứng đây. Đấy. Xoay. Các bác ra phía sau làm một tí. Đấy. Chúc mừng các anh. Để tôi làm cái. Chụp ảnh. Đúng rồi, anh Chí. Lơ lơ vơ vơ lùi ra cái mặt ba mặt đầu ngày. Mỏi siêu giật. À, mỏi quá, quá chuẩn luôn. Chúc mừng các anh nhá. Giới thiệu quý tính đại danh em ấy này, anh Dũng. Anh mình nhường lại cho chú Dũng. Vâng. Ngọc Dũng. Thường Tín. Rất cảm ơn anh nhà Thái. Anh em chơi với nhau mấy chục năm nay. Mấy chục năm lại đấy. Yeah. Hôm nay chú vào tận phía trong chú vâng. Yêu cầu khiêm ra ngoài này. Cất thế rồi. Em Dũng chứ không phải của anh Thái. Rồi. Rồi chúc mừng các anh. Chúc mừng Dũng. Bạn mười thấy được không? Okay. Nào anh mười. Cho cảm nhận thế nào, cây được không? Được, quá đẹp. Đâu được ở chỗ nào mà chỉ chứ có gì đâu. Không phải ai biết thế anh. Đây được cái chỗ này này. Anh ấy chỉ cho cái này. Được chỗ này này. Gửi tài khoản cho. Chúc mừng các anh, chúc mừng mọi người. Rồi cây của ai? Cây của anh. À, hai anh à? Các anh nào với anh nào? À. Hay quá. Là anh. Đẹp quá nhỉ? Đẹp quá. Đẹp quá rồi, đẹp quá. À, chúc mừng anh. Rồi. Xuất từ đấy về Thái Bình. Về Thái Bình, Thái Bình. Về Thái Bình. Hình như đầu anh cũng chọc cái ra nhỉ? Nhớ mặt tay. Mặt ra. Anh mặt tay tí rồi. Bàn giao lưu một cái ổi. Ui. Trong đầu hai lúa anh cay ra đây. Rồi đường chạy phê thế nhỉ. Đẹp quá. Ổi gân. Đồ xịn đấy. Rồi. Tôi để đây đây. Rồi xong rồi. À kéo đi. Nó quay. Phu kéo xe đi rồi anh làm đi, anh cứ làm đi. Như em của mình nói thoải mái nhỉ. Nói thoải mái. Tư mà anh em mà thế mới tuyệt vời. Làm chẳng biết. Đây anh. Đây. Có ai không biết hai ông này nhặt đâu. Gạ mãi đấy. Rồi, cảm ơn. Đấy có quà mang về anh Oai. Nha, vui đấy. Đây hai ông này, hai anh này. Vâng. Bắt tay ẩn rồi. Không quay rồi, quay rồi. Nổ liên tục. Nổ liên tục. Có phải cầm mô ra không? Đây, anh Dũng chiều khúc. Và Dũng chiều khúc với anh Kỳ. Chúc xe luôn được. Thank you nha, chúc ăn mặt viên thành công. À đây nữa. Đã chuyển giao luôn à, sang tay luôn à. Kiếp ông em. Chuyển nó bán hàng thế tuyệt vời không? Cây sôi động. Xin chào quý vị, vậy là giao lưu đã xong. Trên bàn nhậu, chén chú chén anh, rất tình cảm. Bây giờ thì chúng ta lại đi ngắm cây. Để theo nguyện vọng, yêu cầu một số các anh thì Thiệp sẽ review chi tiết các tác phẩm, những cái sản phẩm trưng bày tại vườn cảnh An Mộc Viên. Cây này anh Hạnh cứu hỏa và tên là vạn cổ lưu hương, một cái cây xanh rất là kỳ dị, đường nét phải nói là xuất sắc. Tác phẩm này là chờ thời gian này, cái bông nó mịn là một, hai nữa là cho cây nó khô, còn bệ thì cũng tương đối rồi. Cây này cao khoảng 1.2 m,
rất cân đối, hài hòa tỷ lệ. Quả phúc cũng to, nhưng mà các bông thì tôi cảm giác là hơi đều nhau. Xanh ôm đá. Cây xanh của anh Khoa Sắt. Một trong những cái tác phẩm rất tương lai. Cây này nó cao khoảng độ 80. Trực hoành. Các bác thì ngắm kỹ xem là nó ok không nhé. Ngắm một vòng trước này. Hình như cây này cũng đưa lên đấu giá thử lần nào chưa nhỉ? Chưa. Chưa. Của Vương à? Của Vương. Vương, cây này chất quá nhỉ? Quá già. Chất quá này. Ui. Giả tận đây này. Cái quý rồi. Hàng quý đấy. Quá già. Đây, cây giả thực sự. Giả thực sự. Ôi, giả già đấy. Giả vơ, không phải giả vơ. Không phải kiểu ho giả vơ cho nó ra. Ốm. Cành làm đẹp quá. Cây này cũng già này, già thực sự. Vàng óng nha, có tí mưa vào. Nền tem đẹp quá. Năm thân. Cây nào ở đây cũng bán hết nhé các nhà. Các bạn thích là giao lưu thôi. Cột chậu. Giả đanh đỉa. Có một chút nước mưa. Cây lên màu rất vàng. Cây này nó cao khoảng 70. Năm thân rõ ràng mạch lạc. Trực này đẹp quá nhỉ. Chất quá. Cây trực rất méo thân. Rất nhũn. Cây tử rất là yêu. Cây này cao khoảng trên 60. Ngày hôm nay giao lưu tại An Mục Viên với số lượng rất nhiều. Kỷ lục luôn, bùng nổ luôn. Chúc mừng các anh An Mục Viên. Chúng ta sẽ ngắm một cái tác phẩm rất là đặc biệt. Biết là đặt tên chưa? À, Độc Thụ Đại Trượng Phu. Mỗi một người có một con đường riêng. Uầy, một cây xanh trực quý quá. Tôi có nhận định đây là cây trực đẹp nhất trong vườn này. Cũng đã ghi hình một số lần rồi. Nhờ cả nhà cái nào. Nhờ cả nhà. À, về à anh, xong rồi. Cảm ơn anh. Ôi, dưới này cái nu này. Nu này quý quá. Đã đời luôn. Toàn thân cái đoạn này nó nu hết này. Mà già ơi là già. À, chất lượng. Nho sĩ. Đấy, cây xanh có cái đường thân pháp tai chi cành rất độc đáo, đặc biệt. Đường chạy cây hoành. Thân hoành đặc biệt. Wow, trong kia vẫn rô.
Đấy, An Mộc Viên vẫn du hò. Hò du ta. Cái này nó cũng dị. Ui, thân trong này rất già, lên tem đẹp chưa? Mời cả nhà ngắm thêm một số cái cây mé ngoài luôn. Không chỉ là những cây ở hàng giữa, cái cây mé này cũng đều rất là chất lượng. Cây trực này cũng tương lai. Rồi đang nuôi để cho nó hóa. Cái này hoàn thiện nó phải tầm mét. Mặt bên này Thiệp ơi. Vâng. Nhưng mà sao mặt này thì sao hả thầy? Đây sang bên này, mặt chính bên này. À, mặt, mặt chính bên này. À. Kiệp ơi, để hôm trước là khi bên này nó đi trắng điện thoại cho Kiệp rồi không biết là như nào nên là để tìm xem không. Vâng. Có để Kiệp à, ông Thành có cái đường nét làm cổ quá đẹp. Úi dồi ôi, là những bậc tiền bối. Bậc tiền bối tiền bối gọi là từ đầu bạc già đúng không? Hoàng Lịch Kiệp đúng không? Đúng rồi ạ, cảm ơn thầy. Bên này cũng đẹp. Bậc tiền bối từ đầu đến bây giờ, một trong những cái lịch sử của cây cảnh nghệ thuật Hà Nội là ông này ông ấy. Vâng ạ. Xây đóng góp hơi bị nhiều đấy. Vâng. Đó, thật sự đấy. Bên này cái vai nó chạy đẹp quá. Xây đóng góp với ông Thành. Đây, quý vị nhìn cái đường chạy. Rất nhiều công ban đầu. Thầy chạy quá là kỳ dị. Đường chạy quá khó. Vâng. Bên này cũng thế. Có nghệ thuật Hà Nội. Chúng ta cùng tham khảo những cái đường nét. Vâng. Dích rắc. Hoàng Lịch Kiệp. Vâng ạ. Đây, Hoàng Lịch Kiệp đây là một trong những người gọi là rất là dẻo. Vâng. Đấy, chuyên nghiệp. Nhìn chạy phê chưa? Hoàng Lịch Kiệp. Đấy, sang mặt này Kiệp ơi. Vâng, ngắm kỹ nốt cái cổ này này. Đặc biệt chưa? Quay chuyên nghiệp. Ui, chạy thế này. Làm cây gì cả. Quá tuyệt vời, đường cổ, đường thân. Dạ vâng ạ. Cái cổ. Cái này là chú để ở chỗ nhà mình ở ấy đấy, còn gì nữa đúng không chú? Ừ, thì tất cả có ở thành công kỳ viên. Một cái ba thân, bố cục mạch lạc rõ ràng, bệ trẻ nhũn, cây rất khô, hoàn thiện, đường chạy nét mở. Cành bay bong rất đẹp. Đây. Vâng. Cái này anh chưa chụp cái này đúng không? Cái này thì chưa. Cành ấy trong 10. Trực. Vẫn là những cái đường cổ. Vâng, vẫn là những cái đường cổ đặc biệt. Mời cả nhà ngắm chi tiết nhá. Đường chuyển của cái thân này. Quá phê. Vâng. Đấy. Cái cành này cũng là cái cành rất đẹp. Vâng. Cây từ ông xích cây ở trên bề nó mềm nhăn. Vâng. Khoai cho ngoài. Đây là cái cây này. Nhũn thế nhỉ? Ui. Giả kinh khủng. Đấy, qua tay em nhiều lắm rồi. Nhiều. Đã đời. Vâng. Trông cây rất là bệ vệ. Đây, quý vị nhìn thân này. Thân pháp này. Bố cục này. Rất đẹp. Mưa bãi bay đập ra cây ra càng đẹp. Lên ra quá đẹp. Tạm biệt em. Vâng. Anh đi nhé.
Nằm thân. Anh em rất nhiều tỉnh hôm nay có mặt tại đây. Một buổi giao lưu thật sự thành công. Chữa kiểu gì làm tốt nhất à? Nhà mấy cái phôi. Đẹp quá nhỉ. Cái đề trắng đẹp quá. Gian hàng chúng tôi dần đó nhé. Vị trí thì là hôm nào mà xếp xong. Cây này là bông bông anh làm cẩn thận chút nữa đẹp. Một cái phôi long bàn hộ phục. Cái phôi này là tôi rất thích này. Một cái xanh cổ mà nếu mà để nói thì nó cũng là đúng nghĩa. Tiền không phải thêm tiền rồi. Ráng nàng nhưng mà không chọn. Thứ nhất là cái cây này nó có cái bệ nó trải ngang thân pháp rồi thì nó lại rất là kèo cột. Bố cục nó rất là hay, các tầng các lớp. Đấy, trong cái khu vườn này còn rất là nhiều những tác phẩm đẹp. Cây này thì anh Chí thường tín mới giao lưu. Xem những cái phôi. Cây huyền. Phôi tán tầng. Hóa. Cây già quá. Mấy cây này của anh Tám nhỉ? Đẹp quá. Chất quá nhỉ. Toàn cắt đi đấy. Cắt còn mẹ ai thì lâu. Giả thế. Còn rất khô. Cái này cũng rất là đẹp nhé. Cốt này cũng rất là khô, có thể nuôi được này. Uầy, cây này đẹp quá. Uầy, rất đẹp. Cây xanh năm liền. Hai tư liên. Rất nhũn. Hai thân trực hoành. Uầy, nhân tiện vào đây ngắm một số tác phẩm của anh Huy 108 nha quý vị. Tác phẩm anh ấy đặt là bản đồ Việt Nam. Cái xí cổ.
cũng mới mang đi triển lãm. Cái gì rất độc đáo này, cũng lạ. Cái gì siêu cổ, cực già. Vay đẹp quá. Đẹp chưa? Vay. Chỗ này có mấy cái phôi đẹp cực kỳ. Phôi này cũng quá chất luôn này. Đẹp chưa? Một cái xanh quê mà nó già kinh điển, đẹp. Cái dáng làng rất là chất. Ở nhà soi cái cốt của nó. Rất là khủng khiếp. Có anh Ngô Xuân Tụ, bác Tụ. Một cây xanh quê mẫu mực. Đột nhập vào khu vườn nhiều cây. Vâng, đột nhập khu vườn nó như là bội thực về cây. Chất quá, cái góc này quả toàn là cây chất không. Ăn đồ xịn sò. Đây là những cây bé như thế này. Vâng, quá đẹp. Cây trực này cũng đẹp quá này. Dáng rất là phiêu mà rất sang dáng. Mặc dù là tiệc đã tàn nhưng mà anh em vẫn còn lưu lại rất đông. Tác phẩm này đẹp. Toàn đồ chất chát, xịn sò. Già nhũn như thế này. Tội là nó hơi bị rậm, khó nhìn, có nhìn rõ không? Còn đồ như thế này, đồ tuyển chọn rất kỹ. Ok, chia sẻ một chút cho quý vị xem số cái sản phẩm, tác phẩm tại vườn An Mộc Viên trong cái video số 2 này. Hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo video mới.